Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Nguyễn Trần Cấp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hoa đu đủ đực phòng ngừa hỗ trợ điều trị ung thư. Hoa đu đủ đực là vị thuốc nam đa công dụng. Điều đặc biệt là hoa đu đủ đực có một tác dụng rất quý, đó là phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Vậy hiệu quả này của hoa đu đủ đực hiệu quả đến đâu? Mời bạn cùng theo dõi video sau. Tác dụng điều trị bệnh của hoa đu đủ đực: tác dụng điều trị ho, viêm phổi, điều trị mất tiếng, khàn tiếng, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, tác dụng kích thích hệ tiêu hóa. Đối tượng sử dụng là các bệnh nhân bị viêm phế quản, viêm phổi, người bị mất tiếng, khàn tiếng, bệnh nhân ung thư, dùng hàng ngày làm thức ăn để tăng cường tiêu hóa. Tên khoa học của hoa cây đu đủ đực là Carica Papaya L. Khu vực phân bố, cây đu đủ mọc ở khắp nơi trên cả nước, nhiều gia đình trồng đu đủ làm cây ăn quả trong vườn. Cây đu đủ đực thường ít được trồng mà chủ yếu cây thường mọc hoang ở ven đường hoặc mọc ở trên các sườn đồi. Hoa đu đủ đực rất quý hiếm, ở đồng bằng ít có cây đu đủ đực mà cây chủ yếu mọc rải rác ở các sườn núi. Theo kinh nghiệm dân gian, lá, hoa, cành và cả quả của cây đu đủ đều được dùng làm thuốc. Quả đu đủ xanh có tác dụng lợi sữa, tốt cho phụ nữ mới sinh. Quả đu đủ chín chứa nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho cơ thể. Lá đu đủ có tác dụng phòng ngừa hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Hoa đu đủ đực có tác dụng phòng ngừa hỗ trợ điều trị ung thư ác tính. Cách chế biến và thu hái. Hàng năm vào tháng 5 đến tháng 10, cây đu đủ đực ra hoa là ta tiến hành thu hái, lấy phần hoa để làm thuốc. Hoa đu đủ thu hái về được phơi trong nắng nhẹ cho đến khi khô hẳn, cất giữ để dùng dần làm thuốc. Thành phần hóa học. Các nhà khoa học Mỹ đã có nhiều nghiên cứu về cây đu đủ và tìm ra hoạt chất có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư trong đu đủ. Các nhà khoa học Mexico nghiên cứu về cây đu đủ và đã liệt đu đủ vào là một trong những loại thực phẩm được khuyến khích sử dụng vì nó có tác dụng phòng ngừa ung thư. Một nghiên cứu mới đây ở Úc, nếu nam giới thường xuyên sử dụng hoa đu đủ đực sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt tới 82%. Câu chuyện về hoa đu đủ đực. Tác dụng nổi bật của hoa đu đủ đực là tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Đã có nhiều bệnh nhân ung thư bị bệnh viện trả về sử dụng hoa đu đủ đực mà sức khỏe đã khá lên rõ rệt. Đó là câu chuyện của một bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt ác tính, bệnh viện đã từ chối điều trị. Người nhà bệnh nhân được một số bác sĩ tại bệnh viện này mách kiếm hoa đu đủ đực phơi khô, hãm nước mà uống. Vị bác sĩ này còn nói, loại hoa này hiếm và rất khó tìm, nhưng nếu kiếm được thì cực kỳ tốt bởi nó có tác dụng kiềm hãm được khối u phát triển. Sau đó, bệnh nhân trên đã đi khắp nơi tìm mua, họ phải nhờ người thân ngoài Bắc mới mua được. Người bệnh dùng liên tục loại hoa đặc biệt này sắc uống trong một tháng. Khi đi kiểm tra, thấy khối u đã giảm từ 4cm xuống chỉ còn 3cm và đang có chiều hướng giảm thêm. Đây là một trong nhiều trường hợp bệnh nhân ung thư điều trị bệnh hiệu quả nhờ dùng hoa đu đủ đực sắc uống. Thiết nghĩ điều này nên được phổ biến rộng rãi đến mọi người biết mà sử dụng. Hoa đu đủ đực mở ra hướng mới cho bệnh nhân ung thư, một phương pháp điều trị mới hiệu quả mà ít tốn kém. Những đối tượng nên sử dụng hoa đu đủ đực: bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt, bệnh nhân ung thư dạ dày, bệnh nhân ung thư gan, bệnh nhân ung thư về hệ tiêu hóa, bệnh nhân ung thư phổi và một số loại ung thư khác đều có hiệu quả. Hoa đu đủ đực có thể dùng tươi hoặc dùng ở dạng khô. Cách dùng hoa đu đủ tươi: hoa đu đủ tươi thường được dùng làm rau để xào nấu ăn hàng ngày. Hoa đu đủ đực thường xào với lòng ngan, lòng gà ăn rất thích. Món ăn có vị đắng nhẹ, rất tốt cho sức khỏe, nhất là bệnh nhân ung thư. Cách dùng hoa đu đủ khô: dùng hoa đu đủ đực làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư. Hoa đu đủ đực khô 15g, tươi 40g, cây xạ đen khô 40g, sắc nước uống hàng ngày. Dùng hoa đu đủ đực điều trị bệnh ho: hoa đu đủ đực tươi 30g, củ mạch môn khô 10g, lá húng chanh 15g, vỏ quýt 10g, các vị đem thái nhỏ hấp chín để ăn, mỗi ngày làm một lần, làm liên tục 3-4 lần là khỏi ho. Lưu ý khi sử dụng, cây đu đủ có một số hoạt chất giúp ngừa thai, do vậy chúng tôi khuyến cáo phụ nữ đang mang thai không nên sử dụng. Mua hoa đu đủ đực ở đâu, địa chỉ nào bán hoa đu đủ đực? Hoa đu đủ đực do thảo dược Nguyễn Trần Cấp cung cấp là sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên được thu hái ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Chúng tôi nhận gửi hàng trên toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền tại nhà.
bạn có nhu cầu đặt mua chỉ cần gọi điện cho chúng tôi, sẽ có nhân viên bưu điện mang đến tận nhà cho bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.